Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi có quay trở lại nhà chú Hoàng Sinh thăm vườn cây cảnh của chú, và tôi sẽ ghi lại cho quý vị xem cây cảnh ở trong vườn nhà chú có rất nhiều biến đổi. Một số cây đã bán đi và một số cây mới mua về. Trong đó chú có mua một số gốc phôi, gốc Nam Điền rất lớn. Cây này hứa hẹn tương lai khoảng 5 đến 7 năm nữa thì sẽ ra một tác phẩm. Và đây cũng là một gốc phôi Nam Điền. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là một cây Nam Điền xịn chính tông. Là một gốc Nam Điền phải nói là rất là lớn. Đây, trước đây đã là những cây hoàn thiện rồi và được chú mua về cắt bỏ đi để lấy phần gốc này. Nuôi lại tay cành để tạo bông mới. Đây là một trong những cái gốc cây rất lớn và đẹp, mang hồn cốt, tính nghệ thuật cao. Vâng, có những gốc phôi thì không muốn quay lên, nhưng có những gốc phôi thì cũng muốn quay rất kỹ để cho quý vị xem và tham khảo. Phải nói là những tác phẩm tương lai nhìn đã có hồn cốt rất tuyệt vời. Cây này mới nhập về chú? Cây mới nhập. Là một cây xanh Nam Điền. Còn cây sau đây chú? Cây này mới lấy hôm 10. Ok. Con long này mới nhập. Con này Nam Điền đẹp đấy, Nam Điền xịn. Vâng, một gốc phôi cây long. Chú định của nó 120. Ý tưởng chú định biến đổi thành cây trực cây à? Sau đây sẽ biến thành con long não. Sẽ cải diện nuôi lâu dài cho nó thoát cái ngọn lên, sau đó sẽ trở thành con long não. Con này còn phải làm đâu, nó được tịch chân cái đế rồi, thân đế. Và tôi sẽ đi vào phía trong vườn để tìm những cái tác phẩm đẹp quay cho quý vị xem. Vâng, đây cũng là một cây xanh Nam Điền dáng long. Dáng long thăng. Một trong những cây Nam Điền được đánh giá rất chất lượng. Bởi vì là dòng Nam Điền xịn cho nên là sẽ mang nhiều giá trị. Quý vị xem những cái lá của cây Nam Điền này. Vâng, rất tuyệt vời. Và bên này cũng là một cây Nam Điền dáng long. Ở trong vườn nhà chú Hoàng Sinh đây thì có rất nhiều dòng xanh, đa dạng về chủng loại và kích cỡ cũng như là kiểu dáng. Bởi vì chú Sinh là một người giao dịch cây cảnh rất mạnh, rất lớn, với số lượng lớn và nhiều. Cho nên là trong vườn chú rất đa dạng chủng loại, phục vụ mọi khách hàng. Và chú Sinh cũng là một trong những người làm cây cảnh rất xuất sắc.
Cho nên chú không chỉ để chơi mà còn mang tính chất thương mại. Và bên này cũng là một cây long Nam Điền. Một cây rất lớn, đang được nuôi tay cảnh để tạo bông tán. Tôi cùng các bạn đi vào trong vườn để xem tiếp. Vâng, trước mặt quý vị cũng là một cái gốc phôi Nam Điền. Đây là một gốc phôi rất to, lớn và có cái thân hình ục ịch. Bộ gốc rất lớn. Và là một trong những cái cây xanh Nam Điền chất cây rất đẹp. Nam Điền thì cũng có nhiều loại, nhưng đây là một trong những loại Nam Điền đẹp. Quý vị hãy xem cái lá của cây Nam Điền này. Trước mặt quý vị là một cây xanh quê dáng trực. Cây xanh quê này rất côn, có độ cao bằng đầu người. Nếu mà một người đứng trên miệng chậu kia thì cây này nó cao bằng một đầu người. Cây có hồn cốt rất đẹp. Như chú Sinh đã trao đổi với tôi thì cây xanh này là những cây mà chú chơi từ cái thuở ban đầu, sơ khai khi bắt đầu vào nghề cây cảnh. Và chú cũng giữ lại để chơi riêng. Và vế bên này cũng là một cây xanh Nam Điền, một cây xanh dáng lão. Gốc phôi rất lớn, đang được nuôi để tạo bông tán. Đây cũng là một trong những cây xanh Nam Điền có chất rất đẹp. Cũng là một những sản phẩm của tương lai. Vâng, rất tuyệt vời. Trong video này tôi chủ yếu quay về các cây phôi tương lai của chú Hoàng Sinh. Và video tiếp theo thì lát nữa tôi sẽ quay những cái cây xanh hoàn thiện của chú. Vâng, phải nói là có tầm nhìn, có chiến lược để mua và sắm riêng cho mình những cây xanh. Vâng, rất lớn. Rất nghệ thuật.
Vâng, trước mặt quý vị cũng là một cây xanh Nam Điền. Dòng này là Nam Điền Hải Hậu. Một cây xanh có cái dáng siêu. Cũng rất đẹp. Cái cây này có một cái bộ bệ rất lớn, chảy xệ bết vào với nhau và có cái hình lu rất đẹp. Vâng. Ta đi chiến đấu tại vua vừa rồi, Bắc Kinh vua không được cho đâu, lại lục về Nam Việt đấy có không? Vâng, cây xanh rất đẹp. Tôi xin dừng video clip tại đây vì thời gian clip không nên quá dài. Quý vị hãy theo dõi clip tiếp theo trong vườn chú Hoàng Sinh. Tôi sẽ quay cho quý vị xem video tiếp theo của những cây còn lại, những cây hoàn thiện rất đẹp. Mong quý vị hãy nhấn nút đăng ký để cho tôi có thêm động lực đi quay và ghi nhiều hình để phục vụ quý khách. Xin chân thành cảm ơn.